từ cái lúc mà mình gặp nó giờ được một tháng là nó hút nhiều máu quá, giờ nó biến thành nó mọc màu lên rồi mọi người ơi. Ôi pha pha chưa đập rụng màu nó chứ đừng để nó xuất hiện màu kia. Rõ ràng vừa thấy đây rồi. Ui là anh em ạ. Thấy vừa mình vừa nhìn thấy bà vừa xuất hiện đây mà đúng không? Cái máu này còn nguyên. Ui. Đấy có này. Ui. Với lại bà ấy là xuất hiện ở khu vực này anh em ơi. Mình có nhìn xem qua cam là thấy bà ấy là đang đi về khu vực này. Nhưng bà thì bị con hồi tinh nó nhập rồi. Làm bà bị cắn vào cái cổ này vẫn có vết máu ở cái cổ này. Mình không, rõ ràng thấy rồi. Hình như là em nhìn qua cam mình em thấy cái mồm bà ấy như là bà ấy vừa mới cắn ăn thịt kia, ăn cái gì mà máu ở xung quanh miệng luôn. Ui. Đúng rồi, cái đầu đường kia bà ăn con bò rồi. Ui. Ăn con bò. Có khi nào cái xác con bò ấy là do bà ấy cắn không? Ui, con bò phải hai tạ. Bà cắn phải mất một miếng cổ bắt là con chết luôn. Nó đánh dễ đánh nhạch luôn. Còn lặn tí nữa con bò đấy nó biến thành con bò tinh đấy. Đây này, máu của con em này. Máu của bà hút hút máu bây giờ bà chảy vào máu mồm này. Đúng chưa? Với bà đi qua đây thôi. Vừa mình thấy bà đi đâu nhỉ? Quay bà qua đây xong bà đi vào một cái giếng luôn. Ừ, như là từ lúc đoạn bên kia kìa. Từ đoạn bên kia mình đặt một cái cam ở kia rồi nó chạy một đoạn bên kia xong hình như đi qua đây. Đây hình như đi qua cái cây này phải, hình như đi qua cái cây này. Ui đầy máu rồi ơi, ui toàn máu rồi. Để ý nhá. Đây nhá, bây giờ tìm cách đây, đúng cái giếng rồi. Đúng cái giếng này rồi. Đúng rồi, mình cắm đầu, thấy bà ấy cắm đầu chui vào cái giếng này sao hiểu ạ? Đứng ra bình tĩnh, đứng ra. Là bà ấy mà nhập đấy. Bà ấy nhìn thấy giếng ấy, nhìn thấy giếng ấy. Con zombie rồi. Đúng zombie đời. Zombie 2021 hôm năm nay là nó kiểu vậy em ơi. Là nó đi kiểu như zombie đúng rồi. Miệng của nó toàn máu thôi, với lại tay cũng toàn máu thôi. Chứng tỏ lên là zombie rồi, nó bị cắn nó nhập thành zombie rồi. Hả? Thấy chưa? Ê, máu là ai? Máu của bà đấy, hay máu của anh hồ ly không biết. Máu của thầy chúa. Ừ, khó, sao nó không vừa thấy như thế ở trong này này. Vừa đây đúng không? Ừ. Rồi, cái sắc này yên lắm. Không gì luôn. Không thấy gì, không động đậy gì. Ui, gì máu này. Không động đậy gì luôn. Ui, máu hả? Ui, dưới này, cái gì màu gì này, dưới này. Gì? Ui, bà ơi. Ui, đây, con hồ ly. Cái không gì ơi? Cửa chúa. Không phải cửa chúa đâu. Cái gì trên đầu kia? Cái này không phải cửa chúa đâu ơi. Cái gì? Ui, nó mọc màu em ơi. Ui, chúa mọc màu, nó mọc màu. Con này hôm nay sao nó mọc màu mà? Màu đỏ, ui. Màu đỏ. Ui. Thế là hút hồn, nó hút nhiều máu rồi, từ mọc màu ăn. Nó đang chuyển hóa thành con thằng màu tinh đấy. Ui, nó hút. Từ cái lúc mà mình gặp nó giờ được một tháng là nó hút nhiều máu quá, giờ nó biến thành mọc màu. Nó mọc màu lên rồi mọi người ơi. Đấy. Ui dồi ôi. Pha chưa?
đập rụng màu nó chứ đừng để nó xuất hiện màu kia. Ấy mày, ấy mày, mày vòng màu anh em ơi. Để nó xuất hiện màu nào mình không thể nào đánh được nó nữa đâu. Hai con này em phải đập rụng màu đi. Ui ui, hôm nay em bọc màu. Con em bảo vệ con quỷ chú bọc màu đấy. Người nhìn này, ui ui. Ui cái màu đỏ thế. Màu của nó này. Ui. Anh bây giờ phải đập con quỷ chú chứ còn con quỷ đỏ ấy kệ nó. Con có màu cơ kìa. Quan trọng nhất con có màu kìa. Chọc mù mắt nó, chọc màu mắt nó. Để nó không biết đường nữa. Ê, mày. Mày, đúng rồi. Được chưa? Mù mắt nó rồi. Ui cái màu. Ui nó có màu nó đẩy lên mọi người. Ui bay này, đẩy này. Ui bay này. Ui bay này. Chúng đầu rồi. Máu kìa. Anh làm chọc mù mắt thôi. Mù một bên mắt thôi em ơi. Mày bọc màu anh em ơi. Mày bọc màu luôn anh em nhé. Tại vì cái tội nó bọc màu sớm quá em không chứa. Nó gáy anh em mình đấy. Tội này là tội chết rồi. Cái Hiếu về lốc là chết luôn nhá. Cái này gáy này. Nó chui xuống dưới em ơi. Con này nó sợ mình đấy. Mày Mày này mù mắt mày chưa này. Ui tiếng kêu của chị gái. Nó đi. Con quỷ chú chạy rồi. Hồn đi lên rồi nó đánh cả thứ mình ấy. Được. Mình sẽ hôm nay mình sẽ không động con hồn đi. Chị gái kêu thôi. Có tiếng kêu của chị gái đừng mắc lừa nó. Con kia nó con đầu nó có màu nào nó nôi chị gái đi rồi. Có khi nào nó nôi chị gái đi không? Cái thằng kia cả cờ ấy. Có những người bên kia. Hắn sao? Sao? Chạy chạy chạy. Nhanh. Mày. Ui nhanh tìm chị gái em ơi. Nhanh. Có tiếng ở bên phải. Ui. Thấy không? Có tiếng rồi. Đấy có tiếng ở đó bên phải mà rõ ràng bên này mà. Ui. Ui, Hiếu lên, để rõ ràng em có tiếng mà. Phải bán không đi. Ui, bà đây con hổ rồi. Cái mộc. Ui. Phải, em nhìn không phải đâu Hiếu ơi. Con hổ. Hổ, đúng con hổ chứ. Cái gì? Đi đây. Ui, 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 ui,